Quý vị thân mến, sau 2 năm tạm ngừng tổ chức vì đại dịch, nhà hàng tự do của khách sạn Viễn Đông sẽ chính thức đưa buffet chay trở lại phục vụ thực khách trong mùa lễ Vu Lan năm nay. Với thực đơn buffet chay được đổi mới mỗi ngày, bao gồm hơn 40 món thuần chay đến từ các nền ẩm thực châu Á và tinh hoa ẩm thực chay truyền thống Việt Nam. Các món ăn sử dụng nguyên liệu sạch, an toàn và tươi mới, được chế biến khéo léo dưới bàn tay của đầu bếp chuyên nghiệp, đảm bảo vừa đầy đủ dinh dưỡng, thơm ngon, vừa miệng, vừa mang vẻ đẹp tinh tế, đẹp mắt, đem lại cảm giác mới lạ cùng sự thích thú khi thưởng thức. Không chỉ mang đến nhiều lợi ích trên phương diện sức khỏe, ăn chay trong những ngày tháng 7 âm lịch còn đem đến ý nghĩa trọn vẹn hơn cho mùa lễ Vu Lan báo hiếu, cùng cảm giác thanh bình, an yên. Đây còn là chuyến trông chơi trong miền vị giác, cảm xúc của thực khách được giao hòa trong hương vị thanh tao mà nồng nàn của ẩm thực chay. Người ăn tận hưởng vị ngọt thanh của rau củ, mùi hương thơm lừng của nấm rơm, vị thơm mát bùi bùi của hạt sen, mát lạnh nuột nà của đậu hũ, nếm đủ các chua cay, mặn ngọt được phối hợp, nêm nếm một cách hài hòa để tạo nên những món ăn bắt vị vô cùng.